chào các bạn trong video ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bán đấu giữa danh thủ chịu hâm hâm đại chiến danh thủ đuôi tông trạch cho bán đấu này danh thủ lùng mặt thần kiếm chịu hâm, hâm là người cầm đỏ đi tin danh thủ ngạc châu sư trưởng lưu tông trạch là người cầm đen đi hậu bán đấu được diễn ra tại giải cờ nhanh nghĩa ô thượng khê bôi năm 2019 diễn biến của bán đấu diễn ra như sau mời các bạn theo dõi Đến đây bên đỏ chịu hôm chỉ cần cho 5 mình 6 là chịu sát cục Bên đen thua trận Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến Và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo